Chào mừng anh chị các bạn đã học English Idioms in Your Channel. Nâng cao anh chị các bạn, chúng ta học bài 48 Play and Game. Chơi và chơi trò chơi các chị các bạn. I went down with my brother and his girlfriend. They didn't really want me there and it was really boring playing gooseberry. Playing gooseberry tức là nghĩa này của cái này là các bạn biết nghĩa là như thế nào? Tức là being an unwanted third person in a romantic situation, người thứ ba không mong muốn trong một cái tình cảnh tình huống lãng mạn các chị các bạn ha, đó là người thứ ba các bạn ha, đi kèm này, đến kèm không mong muốn các anh chị các bạn. Nghĩa thứ hai, tiếp theo chúng ta học câu thứ hai, if you really like him, don't make it too obvious. Nếu bạn thực sự thích ấy, đừng có làm cho nó quá rõ ha. Try to play it cool. Hãy giữ can đảm các anh chị các bạn ha. Try to play it cool. Tức là bình tĩnh các bạn chị. To behave in a calm way. Hãy cư xử cho một cách gọi là bình tĩnh các bạn. Pretending to be less interested in someone than you really are. Giả vờ ít quan tâm đến đó hơn là thực tế, tức là mình try to play it cool ha. Tiếp theo chúng ta nghĩa là I always take an umbrella with me even if it's not raining. I like to play it safe, be extra careful and not take any risks. Tôi hết sức cẩn thận ha, hãy hết sức cẩn thận và không chấp nhận bất cứ rủi ro, tức là thích nó giữ cho nó an toàn hoàn toàn ha, thích cho nó giữ cho nó an toàn hoàn toàn. I run a restaurant, tôi điều hành một nhà hàng. Another restaurant in town, play story, chơi giờ các bạn ha, chơi gọi là behave dishonestly nè, thật là đó mà cư xử một cách vậy không trung thực các bạn ha. Saying there are rats in our chicken kitchen, đó là có chuột trong những cái nhà, trong cái nhà bếp của chúng tôi and so on, và cái tiếp thế cho nên mọi người là có vấn đề ha. But I'm not stupid, they can blame me for fool, nhưng mà họ treat me as if I am stupid, đó là họ đối xử như tôi như là một cái cả ngu ngốc vậy cả là không được ha. Play me for a fool. At the moment we're just waiting and playing for time, waiting until we're ready, đợi cho đến khi là tôi sẵn sàng để chiến đấu lại ha. But we'll get our revenge in the end. Và như thế là chúng tôi sẽ trả thù lại thôi ha, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ trả thù thôi ha, đã cho nên chúng tôi sẵn sàng. Tiếp theo, in my opinion, scientists have no right to play God by experimenting on embryo, là các bạn ha, embryo là phôi thai các bạn, experimenting on embryo act as if they have control over other people's lives. Hành động như thể là họ đã kiểm soát lên tất cả cuộc sống của người khác, đóng vai chúa các bạn, bằng cách thử nghiệm trên phôi thai là không được. I'm tired of playing second fiddle to my brother, đứng là người thứ hai các bạn, hoặc là người phụ ha, chán cái cảnh đó ha, em là tôi chán cái cảnh mà tôi rất mệt mỏi với cái cảnh mà phải là người to play first fiddle là giữ vai trò chủ đạo, mà to play second fiddle là giữ vị trí để bị phụ thuộc các bạn chị ha. Tôi kén cái cách về vị trí phụ thuộc mà to my brother thì với anh trai của tôi, cho là being in a less important or weaker positions. The police play cat and mouse with the suspect before arresting him. Cảnh sát đã chơi trò vần chuột cho đến khi bắt được ha với tội phạm trước khi bắt giữ anh ta. Try to defeat someone by tricking them so that they had an advantage over them.
Tiếp theo, raise your game, có nghĩa là việc chăm chỉ hơn để đạt được điều gì đó. Các bạn chị, our competitors won an award this week. We're ready go into have a raise our game. Chúng tôi đã thật sự nâng cao lối chơi của mình, làm việc chăm chỉ ha. The game's up. Được sử dụng nói rằng một loạt động biến mà qua đó được biết đến và bây giờ phải dừng lại. Các bạn, the game's up. He's got away with lying for a long time, but the game's up now. Vì nói dối trong thời gian dài nhưng bây giờ đã kết thúc rồi. A game plan, the marketing campaign isn't working. We need a new game plan, một kế hoạch mới để thành công. The name of the game, the name of the game thì các bạn dịch ở đây đúng, có nghĩa là đúng, nó có nghĩa là mục đích trọng yếu các bạn. The name of the game, mục đích trọng yếu. Good customer service is, là một cái mục đích trọng yếu ha, trong việc thành công. Is the name of the game for successful companies. Dù một khách hàng tốt là một cái mục đích trọng yếu cho cái việc công ty thành công hay các công ty thành công. Phần quan trọng nhất của chất lượng hoạt động cho hoạt động đó, các anh chị các bạn ha. Play games, they never going to sign a contract. They are just playing games. Họ đang chỉ chơi trò chơi thôi. Cố gắng lừa ai đó ha. Play the game. Play game khác là play the game các bạn. I don't agree with the chance, Edward, but I'm not going to complain. I've just played the game. Cứ sở thực cách mong đợi một yêu cầu bởi người có thẩm quyền, tức là tôi đang chơi ha. Play the waiting game các bạn. Play a waiting game, nghĩa là các bạn mới thấy đây là nghĩa là gì đây. To play a waiting game là cố tình trì hoãn để đợi cơ hội thuận lợi các bạn ha. Cố tình trì hoãn để đợi cơ hội thuận lợi, tức là playing hoặc là the waiting game, cố tình trì hoãn để cơ thuận lợi mà thực hiện. Until they see how our customers react to the financial crisis ha. Đây khủng hoảng tài chính ha các bạn, crisis. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.